Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an và sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban tập chương trình đăng tải gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, đắc đạo chi mưu, đang khổ ngập đầu, bất ngờ được lộc bề trên, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, đổi đời đại dạ, người người ngưỡng mộ. Quý anh chị Ất Mão thân mến, có phước làm chủ thế gian, kém phước đành phải gian nan cuộc đời, nghiệp lành quả thiện ta khơi, tạo nhiều công đức ngàn đời ấm no, Ất Mão thuận theo ý trời, bốn mùa sung túc êm đềm quanh năm, cửu long bao bọc cuộc đời, phúc lộc tràn trề như là biển khơi. Hoan hỷ chào đón quý cô bác anh chị Ất Mão đến với kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Minh Đường Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị có một ngày nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại cô bác anh chị. Thưa quý cô bác anh chị Ất Mão, có một vị thiền sư hỏi sư phụ: Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, người yêu con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại, con phải làm sao để hết oán hờn và thù ghét đây? Vị sư phụ đáp: Con ngồi xuống tịnh tâm tha thứ hết cho họ. Vài hôm sau người đệ tử trở lại: Con đã học được tha thứ cho họ sư phụ ạ. Thật nhẹ cả người, coi như xong. Sư phụ đáp: Chưa xong. Con về tịnh tâm mở hết lòng ra thương yêu họ. Người đệ tử gãi đầu: Tha thứ thôi cũng đã quá khó, lại phải thương yêu họ, thì thôi được, con sẽ làm. Một tuần sau người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ hẳn, khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình. Sư phụ gật gù, bảo tốt, bây giờ con về tịnh tâm ghi ơn họ, nếu không có họ đóng những vai trò đó, thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy. Người đệ tử trở lại lần này, tin tưởng rằng mình đã học xong bài, và anh tuyên bố, con đã học được và ghi ơn hết, mọi người đã cho con cơ hội học được sự tha thứ. Sư phụ cười, vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ, chứ họ không có lỗi lầm gì mà con tha thứ hay không tha thứ. Cô bác anh chị Ất Mão thân mến, tha thứ là cánh cửa để thoát ra khỏi sự thù hận, giúp cô bác anh chị sống đời an nhiên hơn. Minh Đường Tử Vi biết rằng, có rất nhiều cô bác anh chị Ất Mão đang theo dõi video vẫn còn thù hận hay oán ghét một ai đó vì họ đã làm tổn thương đến cô bác anh chị. Thậm chí, nhiều cô bác anh chị không thể tha thứ cho cả những người thân yêu trong gia đình mình. Thử hỏi, nếu cô bác anh chị cứ ôm khư khư sự thù hận và oán ghét, xong rồi cuộc sống của cô bác anh chị liệu có trở nên tốt đẹp hơn không? Lẽ dĩ nhiên là không. Món nợ cô bác anh chị đang gánh, cô bác anh chị vẫn phải gánh. Những vấn đề trong cuộc sống cô bác anh chị đang đương đầu, cô bác anh chị vẫn phải đương đầu. Sự vất vả cô độc tận tâm khảm, cô bác anh chị đang chẳng biết chia sẻ cùng ai, cô bác anh chị vẫn cứ phải đơn độc một mình chiến đấu. Cuộc sống của cô bác anh chị nào có tốt đẹp hơn trước là bao? Dù trong giây lát cô bác anh chị có thể thỏa mãn được sự sân si khi thấy người mà cô bác anh chị oán hận gặp phải những chuyện ngoài ý muốn, nhưng mỗi người trong chúng ta đều có những góc khuất ở đâu đó trong thâm tâm của mình. Có người không thể kìm hãm được sự cám dỗ và buông thả theo nó, nhưng có người lại học cách tha thứ tu tâm dưỡng tính để chuyển hóa nghiệp. Nghe đến đây chắc hẳn cô bác anh chị đang nghĩ rằng chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé, không phải bậc thánh nhân, làm sao có thể thoát khỏi những cám dỗ về tham sân si được. Cô bác anh chị Ất Mão thân mến, Minh Đường Tử Vi không khuyên quý bản mệnh Ất Mão phải sống như Bồ Tát, vì điều đó vượt ra khả năng của cô bác anh chị, bởi vì cuộc sống là những sự lựa chọn. Dù cô bác anh chị có chọn lựa sống như thế nào đi chăng nữa, thì cô bác anh chị vẫn phải là người chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình, không một ai có thể chịu trách nhiệm thay cho cô bác anh chị cả. Sống làm sao để trái tim và đầu óc luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc là được, hãy để ý đến những điều có thể khiến cuộc đời cô bác anh chị trở nên tốt đẹp hơn. Còn những chuyện mà người khác có vô tình hay cố ý làm tổn thương bản mệnh Ất Mão,
thì cô bác anh chị hãy xem đó là một bài học cuộc đời, giúp Ất Mão mạnh mẽ hơn để đương đầu với muôn trùng sóng gió ngoài kia. Cô bác anh chị đừng quá phiền lòng để oán ghét họ làm gì cho mệt người, bởi vì đời họ họ sống, lộc họ họ hưởng, mà nghiệp của họ thì họ tự gánh lấy vậy thôi. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây, không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Về tính cách người tuổi Ất Mão, đầu tiên là phải nhắc đến sự nhạy cảm và cảnh giác cao độ. Khi bắt đầu một việc gì đó, họ cũng đều suy nghĩ một cách thận trọng rồi mới hành động. Vì thế, để phát hiện sai lầm của họ là điều không dễ dàng. Họ là những người khá thông minh, có những suy nghĩ cho tương lai, có thể đoán trước được điều gì đã và đang xảy ra, ngay cả những mối đe dọa đối với họ. Họ là người có thể thay đổi cách sống để đạt được mục đích của mình. Cụ thể, nếu cách này không được, họ sẽ ngay lập tức tìm phương án khác để thay thế. Thậm chí là phải thử nhiều cách đi chăng nữa, mục đích cuối cùng của họ vẫn là mong muốn giải quyết vấn đề nhanh và tốt nhất. Phần lớn những người tuổi Ất Mão đều hiền hòa, lễ phép, làm cho người khác có cảm giác tự nhiên, thoải mái khi tiếp xúc với họ. Hầu hết họ không bị ai ghét bỏ, ngược lại được rất nhiều người yêu mến. Người tuổi này có niềm say mê lớn đối với cái đẹp, bẩm sinh họ đã yêu thích nghệ thuật. Chính vì thế có thể thấy được họ là những người khá bình tĩnh và luôn truy tìm đến sự hưởng thụ. Thoạt đầu tiếp xúc, bạn có thể cho rằng người tuổi Ất Mão khá ngạo mạn, nhưng thật ra họ không ngạo mạn, như lại có chút gì đó là xem thường người khác. Đây cũng là yếu tố khiến người khác khó có thể gần gũi hơn với họ. Họ cũng có một nhược điểm là thiếu tích cực khi làm việc, thiếu cá tính quả đoán, thậm chí là không xem trọng một việc gì. Nghề nghiệp thích hợp nhất với họ là những nghề có tính nghệ thuật, thiết kế, tạo mẫu, diễn viên. Về phương diện tình cảm, nếu bạn bị hấp dẫn bởi một người tuổi Ất Mão thì không cần xông tới, chỉ việc lễ phép. Có học hành thì họ sẽ chủ động tiếp cận, người tuổi này khá tốt bụng, nếu như bạn có buồn phiền gì, chắc chắn họ sẽ quan tâm giúp đỡ bạn. Người tuổi Ất Mão kiếm được rất nhiều tiền, tuy nhiên họ chi tiêu cũng rất cẩn thận, nếu có ý định mượn tiền họ, bạn nhất định sẽ phải quay về tay không, nên hãy quên đi chuyện mượn tiền của người tuổi này nhé. Người tuổi Ất Mão thường có sức hấp dẫn từ chính sự hòa đồng, thân thiện, vui vẻ của họ, do đó, đôi khi không cần phải chủ động. Người tuổi Ất Mão vẫn luôn cuốn hút được người khác giới và nhận được nhiều lời tỏ tình, theo đuổi. Với nam giới tuổi Ất Mão, họ là những người đàn ông có quan niệm khá mới mẻ trong tình yêu, đồng thời cũng có rất nhiều cô gái muốn theo đuổi với cách nói chuyện khôn khéo. Những chàng trai cầm tinh con mèo nhanh chóng chiếm được trái tim của phái nữ. Tuy nhiên, khi đối phương muốn trói chân họ bằng một tình yêu đích thực thì họ sẽ biến mất không dấu vết. Với nữ giới tuổi Ất Mão, trong tình yêu, họ là người con gái thuần khiết, có tính cách ôn hòa, chu đáo và sở hữu bộ nguyên tắc riêng trong việc lựa chọn tình yêu cho cuộc đời của mình. Họ sẽ không bao giờ đến với người mà không có tình yêu thực sự và cũng sẽ không có bất kỳ điều gì trói buộc được họ vào một tình yêu không tự nguyện. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Ất Mão 1975 trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tháng 11 âm lịch là tháng hàn lạnh, âm khí trở nên mạnh hơn bình thường. Dương khí đang hoài thai không đủ để sưởi ấm nhân gian, đất trở nên lạnh lẽo. Muốn âm dương cân bằng thì nên dùng nhiều dương, nhiều nhiệt lượng, nên bính hỏa và hành hỏa có thể giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong tháng. Những người mạng thủy thì thuận về sự nghiệp, nhưng sức khỏe và tình cảm e không tốt. Người mạng hỏa thì chỉ có tuổi bính thân, bính dần, bính tý, bính tuất còn thuận lợi, các tuổi mạng hỏa khác đều sẽ lao đao. Mạng kim thì có nhiều quý nhân che chở, những căn khí tương sinh nên sẽ hao tổn nhiều sức lực. Lưu ý giữ gìn sức khỏe. Người mạng mộc bình an nên nằm yên chờ cơ hội. Có lẽ tháng 11 âm lịch này sẽ không tiến triển theo chiều hướng mà người tuổi Ất Mão mong muốn. Dưới tác động mạnh mẽ của cục diện tương hình, bản mệnh làm gì cũng thấy khó khăn, trở ngại, thậm chí bị người khác ngáng đường. Trên phương diện sự nghiệp, do tính cách ngạo mạn nên dù có tài giỏi đến mấy bạn cũng không được lòng mọi người xung quanh. Một số người thậm chí còn hống hách, tự động tách mình ra khỏi tập thể, không chịu hợp tác với bạn bè, đồng nghiệp. Chính vì vậy, công việc của bạn thường tiến triển một cách chậm chạp, thậm chí gặp vướng mắc khó giải quyết ngay lập tức. Tài chính cũng không mấy khả quan, khi con giáp này thường xuyên giữ những suy nghĩ cứng nhắc, không chịu thay đổi nên khó bắt kịp xu hướng của thị trường. Hơn nữa, bạn thường bỏ ngoài tai ý kiến của mọi người, nên dễ đưa ra những quyết định sai lầm, gây hao tài tốn của. Hãy coi đây là bài học mình cần phải ghi nhớ để không mắc lại trong tương lai.
May mắn, dù ngoài xã hội có vướng mắc thế nào, thì bản mệnh cũng luôn có một mái nhà để quay trở về. Những người thân trong gia đình bạn là những người luôn bao dung, cổ vũ, động viên để bạn vượt lên trên hoàn cảnh. Cũng nhờ có người thân, bạn cảm thấy có động lực để tiếp tục cố gắng. Người độc thân nếu mở lòng thì có cơ hội gặp được người như ý muốn. Về phương diện sự nghiệp, con đường sự nghiệp của người tuổi Ất Mão có dấu hiệu chững lại trong tháng 11 âm lịch này. Bản mệnh cần phải dè chừng sức ảnh hưởng của cục diện Tý Mão tương hình, dễ khiến bạn trở nên kiêu ngạo, thiếu suy nghĩ, tự đẩy mình vào rắc rối. Có thể bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng đấy, tuy nhiên bạn không nên lấy đó làm ngạo mạn và coi thường quan điểm của mọi người xung quanh. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch thấy rằng, thói quen ăn nói không biết kiêng nể sẽ dễ khiến bạn gây thù chuốc oán với người khác, làm các mối quan hệ xã giao từ trước đến nay bị ảnh hưởng. Đặc biệt là với người làm lãnh đạo, con giáp này cần chú ý trong cách trao đổi công việc với nhân viên, nếu không dễ khơi lên sự bất mãn mất. Đoàn kết trong tập thể, nếu mọi người không có cùng mục tiêu, ai cũng giữ bất mãn trong lòng, thì công việc khó có thể tiến triển như ý muốn được. Nguyệt lạnh lâm tử khuyên bản mệnh cần cởi mở hơn khi trao đổi với mọi người, không nên tự tách mình ra khỏi tập thể. Người tài giỏi đến mấy cũng không thể làm tất cả mọi việc một mình. Nhiều khi, bạn cần đến sức mạnh của sự đoàn kết mới có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Sự xuất hiện của các tinh thiên đức cũng giúp cho vận trình của bản mệnh đỡ phần ảm đạm. Nếu bạn biết hạn chế các mặt tính cách chưa tốt của mình, thì vẫn có cơ hội cho bạn khẳng định điểm mạnh của bản thân, ghi điểm trong mắt người khác, thậm chí chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Về phương diện tài lộc, con đường tài lộc của người tuổi Ất Mão cũng khó đạt được sự phát triển như mong muốn trong tháng 11 này. Đây là lúc bạn cần nghiêm túc nhìn nhận lại những gì mình đã làm. Nếu thấy mình mắc lỗi sai, thì cần nghiêm túc sửa đổi, chớ nên đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc cho người khác. Người làm ăn kinh doanh cần thay đổi những suy nghĩ cứng nhắc đã có phần lạc hậu của mình. Xu hướng thị trường luôn thay đổi liên tục, nếu bạn không bắt kịp thì rất dễ trở thành người tụt hậu để các đối thủ vượt qua mình. Bên cạnh đó, tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch khuyên bạn cũng cần chú ý lắng nghe lời góp ý của mọi người xung quanh, đừng nên tự coi mình là nhất. Quá trình đầu tư luôn tiềm ẩn những nguy cơ mà có khi bạn không thể nhận ra hết được. Nếu cứ bướng bỉ làm theo ý mình, bạn sẽ rất dễ phạm sai lầm, gây hao tài tốn của, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến cả những người đi theo mình. Đây cũng chưa phải thời điểm thích hợp để bản mệnh mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh, bởi bạn chưa tích lũy đủ kinh nghiệm cũng như hiểu biết về đối tác của mình. Tốt nhất, hãy cứ bình tĩnh nhìn nhận, đánh giá vấn đề cho chuẩn xác và chờ đợi cơ hội triển vọng hơn trong tương lai. Về phương diện tình cảm, gia đạo, điểm sáng tình duyên là điều an ủi lớn lao đối với người tuổi Ất Mão trong tháng này, khiến cho vận trình bớt phần ảm đạm. Bạn được sống trong sự yêu thương, bao dung của người thân, nhờ thế mà bạn có thêm động lực để đối diện với khó khăn trong cuộc sống. Với người đã lập gia đình, nửa kia chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bạn. Bạn luôn tâm sự với người ấy những khúc mắc mình đang gặp phải và người ấy sẵn sàng dành cho bạn những lời khuyên hữu ích. Hơn nữa, đối phương còn luôn bao dung cho những tính cách chưa tốt của bạn. Vì thế, hãy trân trọng những gì mình đang có và đáp lại bằng một tình cảm tương tự. Chắc chắn hai người có thể xây dựng được mái ấm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Với người còn độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Cũng nhờ sự tự tin mà bạn dễ dàng gây ấn tượng cho mọi người. Dù xuất hiện ở bất cứ đâu, chỉ cần giữ tinh thần tích cực, cởi mở, không khó để bạn tạo lập được mối quan hệ mới với một ai đó. Về phương diện sức khỏe, người tuổi Ất Mão cần chú ý suy nghĩ tích cực và trò chuyện với mọi người nhiều hơn để giảm áp lực tinh thần cho mình trong tháng này. Nếu gặp phải vấn đề gì khó giải quyết, đừng nên cứng đầu cứng cổ, khư khư giữ quan điểm của mình. Đôi khi, hạ thấp cái tôi của mình xuống và làm theo gợi ý của mọi người, bạn sẽ thấy mọi việc đơn giản cũng như tinh thần nhẹ nhõm hơn nhiều. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần chú ý duy trì nếp sống lành mạnh, chăm chỉ tập thể dục thể thao. Quá trình vận động không những giúp bạn khỏe mạnh về thể chất mà còn thoải mái về tinh thần, thậm chí bạn còn quen được với bạn bè hoặc người có cùng chí hướng khi tham gia các hoạt động. Trước khi đến với phần vận trình tử vi chi tiết theo từng giai đoạn và hóa giải hung cát cho quý mệnh chủ, Minh Đường tử vi xin mời quý vị đến với điều đại cấm kỵ với người tuổi Ất Mão 1975 trong tháng 11 này nếu muốn tài lộc ngưng tụ, sự nghiệp hanh thông. Tuổi Ất Mão 1975 thường đều đã thành gia lập thất, an cư lập nghiệp. Tuy nhiên, nếu bạn là người xây nhà hoặc mua nhà muộn thì có thể xem hướng xây nhà tuổi Ất Mão 1975 trong bài hướng dẫn dưới đây. Tuy nhiên,
Trước khi quan tâm đến việc xem hướng nhà, bạn cần phải tham khảo qua các lưu ý để tránh sai sót trong quá trình xem hướng xây nhà. Tuổi Ất Mão 1975, dưới đây là một trong những hướng nhà tốt, được sắp xếp từ tốt nhất theo quan niệm trong phong thủy. Hướng nhà tốt nhất dành cho gia chủ là nam tuổi Ất Mão 1975. Hướng Tây Bắc là một trong những hướng tốt nhất dành cho gia chủ Ất Mão. Đây là hướng sinh khí, đem đến phúc lộc trọn vẹn, sẽ giúp cho gia chủ gặp nhiều may mắn, phú quý, cũng như phát triển trên con đường sự nghiệp của mình một cách nhanh chóng nhất. Hướng Đông Bắc là hướng diên niên, có khả năng đem đến sự phát triển ổn định trong mọi mặt, giúp cho công việc của gia chủ luôn được ổn định và phát triển mạnh mẽ, gia đình luôn được yên ấm và hướng đến những sự phát triển dài lâu, con cái luôn thành đạt. Hướng Tây hay còn được biết đến là hướng mà gia chủ gặp được quý nhân phù trợ, giúp tránh được nhiều tai họa trong con đường đời và đón nhận nhiều may mắn trong cuộc sống, giúp vạn sự đều an lành, tránh được nhiều tai nạn khác nhau. Hướng Tây Nam là hướng gia chủ sẽ nhận được những sự che chở, được trời ban nhiều phước lành, có sức khỏe tốt để đem lại nhiều may mắn, tốt lành trong cuộc sống, giúp cuộc sống sẽ thuận buồm xuôi gió, công việc kinh doanh cũng ngày càng thuận lợi hơn hẳn. Đối với hướng nhà tuổi Ất Mão nữ mạng, cũng được sắp xếp theo các thứ tự các hướng nhà từ tốt nhất, đây đều là những hướng nhà vô cùng tốt, dành cho gia chủ tuổi Ất Mão nên chọn lựa xây dựng để đem lại cho mình nhiều may mắn, cũng như nhiều tài lộc và giúp gia đình luôn được yên ấm, phát triển. Hướng Tây Bắc được đánh giá là hướng tốt nhất, giúp gia chủ gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cũng như có được sự che chở tốt, gia chủ sẽ nhận được giàu sang, phú quý, con cháu tài giỏi, thông minh, hiếu thảo. Hướng Đông Bắc, với hướng này, gia chủ sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ, cuộc sống luôn an nhàn, ổn định, phát triển thịnh vượng. Hướng Tây, tốt cho gia chủ, mọi sự đều ổn định và phát triển tốt. Hướng Tây Nam là hướng đem đến cho gia chủ nhiều tài lộc, phú quý, giàu sang, cuộc sống luôn viên mãn, thịnh vượng. Tử vi từng tuần tuổi Ất Mão 1975 trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tuần 1 tuổi Ất Mão tháng 11 âm lịch 2023. Trong công việc, tuổi Ất Mão tập trung cao độ, giải quyết nhiệm vụ khá nhanh, chất lượng, nhanh chóng lao mình vào để xử lý những vấn đề còn tồn đọng. Với tinh thần làm việc hết mình, bản mệnh sẽ vượt qua được khó khăn, tài chính của tuổi Ất Mão cũng báo về tin vui. Giữa tuần là khoảng thời gian tài lộc có dấu hiệu vượng nhất, bản mệnh nên tranh thủ lúc này để tiến hành các hoạt động đầu tư, kinh doanh, cầu tài, may mắn sẽ đem tiền về, cũng nhờ vậy để ra được một khoản tiết kiệm cho bản thân. Trên phương diện tình cảm, đào hoa nở rộ, báo hiệu những tin vui sẽ đến với tuổi Ất Mão, dù là người độc thân hay các cặp đôi. Người đã lập gia đình đều có thể yên tâm khi nhân duyên đang rất rộng mở, tình cảm có tín hiệu tích cực. Đôi lứa, vợ chồng hóa giải được nhiều mâu thuẫn trước đó, cả hai bên đều chủ động gác lại cái tôi để cùng vun vén hạnh phúc. Trong khi đó, người độc thân có một tuần vượng duyên, các mối quan hệ trong công việc hay ngoài cuộc sống đều có thể giúp bản mệnh có cơ hội tìm thấy một nửa phù hợp. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 7 đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, dậu, thân, tỵ, con số may mắn, nam, 7, 80, 22, 37, nữ, 8, 71, 63, 41. Tử vi tuần 2, tuổi Ất Mão, tháng 11 âm lịch 2023. Tuổi Ất Mão nên hết sức đề phòng bởi có thể có tiểu nhân quấy phá, khiến công việc của bản mệnh gặp nhiều trở ngại. Có vẻ như những gì bản mệnh đạt được khiến kẻ xấu ghen tị, buông lời gièm pha nhằm bôi nhọ bản mệnh. Trong môi trường tập thể, cạnh tranh là điều không tránh khỏi. Với những chiêu trò cạnh tranh bẩn, chắc chắn tuổi Ất Mão sẽ gặp bất lợi nhất định. Nhưng chỉ cần bình tĩnh, tự tin thì sẽ có thể tìm được phương pháp phù hợp để đối phó. Hơn nữa, sẽ không gì có thể lung lay được ý chí của bản mệnh. Ở thời điểm này, tuổi Ất Mão cũng cần chú ý trong chuyện đầu tư, nên đề cao tính an toàn, chớ nên mạo hiểm làm điều gì đó, bởi có thể dẫn tới thất bại, vốn bỏ ra như muối bỏ biển. Hơn thế nữa, cũng không tùy tiện cho người khác vay tiền hay vay tiền người khác để tránh bị tiểu nhân lừa gạt. Vận trình tình cảm trong tuần này của Ất Mão không có biến động đáng kể. Người độc thân có vẻ nóng lòng muốn tìm kiếm đối tượng, nhưng bản mệnh càng sốt ruột thì duyên càng ở xa. Thay vì ngồi một chỗ chờ tình duyên tới, con giáp này nên ra ngoài giao lưu để mở rộng mối quan hệ. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 21 đến 23 giờ.
Màu sắc cát tường, cà phê, xám, quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi, con số may mắn, nam, 4, 05, 47, 79, nữ, 2, 92, 58, 81. Tử vi tuần 3, tuổi Ất Mão, tháng 11 âm lịch 2023. Tuổi Ất Mão có thể xảy ra tranh chấp hoặc mâu thuẫn với đồng nghiệp, cái tôi quá cao, bản mệnh khăng khăng với ý kiến cá nhân và sẵn sàng gạt bỏ ý kiến của người khác. Để bảo vệ quan điểm của bản thân, thái độ này đang khiến bản mệnh không được lòng mọi người. Áp lực trong công việc cũng khiến cho tuổi Ất Mão chịu nhiều căng thẳng, công việc thì quá tải, mà bản mệnh lại ít nhận được sự giúp đỡ của người khác. Có vẻ con giáp này đang tự cô lập mình trong tập thể vì cách xử sự của mình. Hãy tự xem xét lại bản thân để không tự làm khó mình. Trong tình yêu, tuổi này đã sẵn sàng mở lòng và bắt đầu một mối quan hệ mới. Chỉ cần bản mệnh chủ động hơn đã là tín hiệu vô cùng tích cực rồi. Đừng quá lo lắng nếu duyên vẫn chưa tới. Các cặp đôi đang trong giai đoạn thăng hoa, bản mệnh cho phép mình tin tưởng tuyệt đối đối phương. Tuy nhiên, tình hình tài chính có vẻ như sẽ có hao hụt đáng kể do hung tinh thiên quan án ngữ. Thời điểm này không thích hợp với việc đầu tư hay làm ăn lớn, bản mệnh nên cân nhắc kỹ trước khi bỏ tiền ra. Đồng thời, sức khỏe cũng cần chú ý chăm sóc hơn, bản mệnh đang suy nghĩ quá nhiều dẫn đến lo âu, mệt mỏi. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 11 đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời, quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi, con số may mắn, nam, 4, 96, 21, 65, nữ, 2, 37, 82, 14. Tử vi tuần 4, tuổi Ất Mão, tháng 11 âm lịch 2023. Tuổi Ất Mão có vận trình khá ảm đạm, đặc biệt tài chính có dấu hiệu hao hụt, người kinh doanh thu nhập giảm sút, trong khi người làm công ăn lương thì dễ gặp phải vài sai sót trong việc ký kết giấy tờ, nghiêm trọng có thể phải bỏ tiền ra đền bù. Trong tuần này, nếu có dự định thực hiện các kế hoạch công việc quan trọng, nhất là những việc liên quan tới kinh doanh, đầu tư, thì tốt nhất tuổi Ất Mão nên thực hiện sớm vào thời điểm đầu tuần. Lúc này, vận khí còn tốt nên giảm thiểu được rất nhiều nguy cơ mất tiền. Khoảng thời gian từ giữa tuần trở đi, có nhiều khả năng con giáp này sẽ đưa ra một số quyết định phạm sai lầm. Rất có thể chuyện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới công việc hiện tại của bản mệnh. Hãy tham khảo ý kiến của những người xung quanh để tránh điều đáng tiếc xảy ra. Trên phương diện tình cảm, tuổi Ất Mão cũng có thể sẽ phải đối mặt với những nỗi buồn phiền, có lẽ cách cư xử thiếu tinh tế của bản mệnh là nguyên nhân gây nên những rắc rối hiện tại. Con giáp này có phần áp đặt và không để cho đối phương có tiếng nói, nên trong mối quan hệ giữa hai người ngày càng nhiều mâu thuẫn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 21 đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu, quý nhân phù trợ, sửu, tuất, hợi, con số may mắn, nam, 1, 48, 55, 39, nữ, 5, 61, 13, 78. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý anh chị cùng toàn gia chung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tựa vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.